Ok chào mọi người ha. Thì tối qua có nhá hàng con 5018-2020 chạy 180 giờ. Rồi, sáng nay quay chi tiết cho anh em coi nha. Rồi, 2018 này đời 2020 như là đầu năm, như tháng 3, tháng 4 vậy. Con này còn bảo hành luôn nha, máy khoảng 184 giờ. Đầu ốc đồ còn sơn hết. Nói chung là nguyên bản, chưa con đụng chạm gì hết, như máy mới. Mình nhìn mấy cái đường ống nè, độc nhất zin luôn nha. Ghế còn nguyên si, chạy mới 180 mấy giờ bán. Hộp đồ nghề chính xác là 184 giờ nha. Bánh trước gai gió còn luôn, mấy đầu ốc bánh nó còn sơn nè, sơn chấm hết. Con này thì khỏi lo rồi. Anh em nào đang kiếm máy mới thì con mua con này lời hơn. Máy mới thì cũng tầm 340-350 rồi, tùy dùng. Con này chạy mới có 180 mấy giờ, nội không chạy lưu đai là mấy chục giờ rồi. Rồi đây bản 2020 luôn nha. Máy này không có chỗ nào chê được. Đùi bọng đầu ốc đồ nó còn sơn chấm hết, chưa có thùng đụng chạm gì hết. Nhìn cái chân gác giò là sơn chấm còn luôn. Anh em này đang muốn kiếm mua máy mới thì mua con này lời hơn khoảng mấy chục triệu. Ba cái miếng dán nó còn luôn nữa, quá mới. Con này đầu năm 2020 còn bảo hành. Hình như cái bản cuối năm là cái tem này nó tem máy rồi, tem chìm rồi, không có nổi nữa. Gai gió bánh trước còn luôn. Lọc nhớt zin luôn nha, mấy cái lọc nhớt mà trắng trắng là mấy lọc nhớt thay rồi. còn phiếu bảo hành thay nhớt của hãng luôn đó nha, sổ sách hướng dẫn phiếu bảo hành nào đầy đủ hết, nguyên cái bô còn đen thui luôn rồi. Con này như tháng 3 2020, nói chung là máy của dân giàu, người ta mua về thôi, không mấy người ta bán. Chứ chả không có lỗi, liếc dơ máy còn bảo hành đầy đủ, không có lỗi. Quá dữ. Mấy cái dè ở trong mới thì sao nó vậy?
đùi bọng cầu số rồi còn nguyên chỉnh hết. Rồi con này giá là 300 triệu nha. Anh em nào được liên hệ. Máy mới cũng 340, 350 rồi. Con này máy mới sao nó y gan vậy chứ có khác biệt gì đâu. Đầu không 300 triệu nha. Giờ. Máy còn bảo hành luôn. Giá 300 triệu tại xưởng. Rồi ông nào kiếm máy mới thì mua cái máy này hợp lý hơn, tiết kiệm được mấy chục triệu. Chân gắt giò là chân bước lên bước xuống nó còn vậy mà sao mà cũ được. Này bản 2020 nha, khoảng tháng 3 2020, máy còn bảo hành. Sách hướng dẫn đầy phụ tùng, sách hướng dẫn đầy đủ hết. Giá 300 triệu. Nguyên zin như máy mới. Thì máy mới anh chạy 180 giờ thì anh quy ra tiền là bao nhiêu tiền đó, biết chứ gì. Ốc bánh sao chưa tháo luôn nha, còn chấm sơn đàng hoàng hết. Nói chung là con này như máy mới, anh em nó muốn có xuống thử thì thử. Máy đang trực tiếp ở cửa hàng luôn. Bộ hơi bộ gió là còn chấm bi, còn chấm trơn hết đầy đủ hết, nắp tích nước đâu nè. Nói chung anh em nào sợ thì có sợ sao bảo hành, mà sợ gì, hẹn còn bảo hành, chả không có lỗi liếc gì hết. Giá 300 triệu, anh em nào được thì liên hệ số điện thoại nha, 0563 1689 hoặc là 0365 745 782. Giá đầu không là 300 triệu. Như là máy mới vậy là miền Nam là 330 mấy triệu rồi. Cái dẹ nó còn mới gan luôn mà con này nó chưa xuống sình nữa mà nó chạy khô không. Mấy cái ống nhớt này nó còn mới chát.
quá mới luôn. Rồi ông nào chọn máy mới thì mua con này giá hợp lý hơn, vừa túi tiền. 180 giờ nó không chạy lưu đai là mấy chục giờ. Rồi giá nhắc lại nha, con này 2020 còn bảo hành. Bản 2020 luôn. Giá là 300 triệu tại xưởng nha. Anh em nào có thiện chí mua có liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0563 1689. Máy này mới chạy khoảng 184 giờ. 185 rồi, qua nay đề cũng lên giờ nữa. Rồi anh em nào có cần liên hệ em, số điện thoại là 0563 1689. Máy đang trực tiếp tại cửa hàng luôn. Máy này như máy mới, 185 giờ. Giá 300 triệu. Rồi máy còn đang trong thời gian bảo hành luôn, sách sổ hướng dẫn sách bảo hành đầy đủ. Rồi lâu lâu mới về đường cây máy mới này nha. Lần trước có dạng cây 300 giờ, 300 giờ đó mà đời 2016. Con này đời 2020. 180 giờ. Quá rẻ. Máy còn nguyên bản. Rồi anh em nào nhu cầu cần thì liên hệ em, số điện thoại là 0563 1689. Rồi bên em máy nông nghiệp Lưu Quân Vĩnh Long nha. Rồi chào mọi người.